sao tự nhiên hôm nay mặc váy? Thấy đẹp mà. A hi hi. A hi hi, cái cùi chỏ vô mặt mày bây giờ. Bị khùng hả mày? Bị thay đổi giới tính rồi hả? Có đâu ông thần. Không có sao mặc đồ kỳ cục vậy? Tại muốn xuống bếp nấu dậy món cho con Lân nó ăn đó mà. Biết nấu không? Bình thường thôi. Đâu để coi, hôm nay mày tính nấu món gì? Hôm nay tôi sẽ nấu món cơm chiên gà xói mỡ với trứng ấp la. Wow, biết xói mỡ luôn hả? Trời đất ơi, dễ ẹc cả má ơi. Thì đầu tiên là làm gì? Đầu tiên là phải có gà mới xói mỡ được chứ đúng không? Rồi sao nữa? Ấp la thì phải có trứng mới ấp được. Muốn thịt gà giòn tan phải đảo thường xuyên, cho nên cần phải có bộ dụng cụ đảo gà. Mày nói những thứ ai cũng đều biết hết trơn à. Chắc chắn có những cái mà người ta không có biết, của mình tôi biết à. Như là cái gì? Tức là trước khi nấu mình phải đảo đều mấy gia vị của nó. Tại sao mày? Là ông làm cái bếp cho nó thẩm mỹ chút, nấu ăn mới ngon. Ê luôn hả? Cái gì? Tao thấy mày quậy không à? Tôi nói ông cái gì cũng phải từ từ, đừng có gấp. Mà sao nay đột nhiên mày tốt dữ vậy hả? Mày đặt nấu đồ ăn cho con Lân ăn nữa. Tội nghiệp nó. Sao tội nghiệp? Nó đi làm idol 88 sao chấm TV á. Hết thằng này tặng bông tới thằng kia, tặng sinh nhật rồi tặng siêu xe từ lưa chân, mà đâu ai tặng đồ ăn nó đâu. À bà hiểu rồi. Thấy vậy cho nên con muốn nấu vậy món cho nó ăn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hình như tao thấy mày sợ mất nó sao cho nên mày muốn lấy lòng nó phải không? Ông đi guốc trong bụng tôi hay sao? Trời đất ơi, vậy luôn hả? Sao lâu chín dữ vậy ta? Chỉnh nhiệt độ chưa? Chỉnh rồi má ơi, âm độ C. Cái gì? Âm độ C sao nó chín hẳn cố nội? Bị bệnh hả luôn? Bởi tôi nói ông rành về điện, đừng có nói chuyện. Người ta chiên ở nhiệt độ nóng á, ăn nó giòn, còn tôi chiên ở nhiệt độ lạnh á, ăn nó mới cứng. Trời đất ơi. Gì trời? Mày ăn vậy đau bụng chết sao luôn? Sao đâu, đừng có lo. Luôn, ba hỏi thiệt con cái này nha. Ừ, ba hỏi đi. Con thương Lân lắm hả luôn? Nói thiệt chứ ba, con không có thương gì Lân trơn á. Con chỉ yêu nó thôi chứ không có thương gì hết trơn. À thì ra là con yêu nó luôn. Nó nói con sau khi đi làm ở 88 sao kiếm TV về á, phải thấy con mặc váy. Con nhỏ này cũng độc thiệt ta. À. Ừ, mà thôi không sao. Ba biết bản lĩnh của đàn ông là gì không? Là gì mày? Là phải biết chiều vợ, thương vợ, lo ai cho vợ. Ủa cái bịch đó là cái gì luôn? Đồ ăn của chó đó. Trời ơi, nấu nướng cho đã tự nhiên bày cái bịch này ra làm chi vậy? Nổ với ông thôi chứ tôi biết nấu cái gì tôi chết liền. Trời đất ơi, trời cái váy đâu ra mặc vậy? À, của vợ ông nói sáng này tôi lấy ra tôi mượn tôi mặc đỡ thôi. Trời ơi, là như này chút chuyện con vợ là nó quăng tạo mày ra ngoài đường ở ngay luôn. Vậy để tôi tranh thủ cho no cái đã.